Cô đi đâu như vậy hả Tony? Tôi là con rể của gia đình này mà, tôi sẽ phải vào uống tách trà rồi mới về được đó. Cô pha trà nha. Nhưng tôi thấy Dượng một mình đi qua để uống trà có vẻ không ổn cho lắm. Tôi nghĩ hay để lần tới đi, Dượng đưa cô Chanh Pa và Cha Du tới đây luôn thì hay hơn đó. Lúc đó thì tôi sẽ pha trà cho cả nhà uống luôn được không? Cũng được, hôm nào đó tôi sẽ đưa vợ con tôi qua đây uống trà rồi lại ăn trưa luôn. Nhưng mà nếu con rể đã tới đây rồi á, mà không vào nhà chào ba mẹ thì mọi người sẽ không thích đâu đó Tony à. Vậy nên tôi sẽ vào. Tôi đậu xe đã ha, đợi đó, đi ha, đi. Sovery mà biết mình nói dối cô ta đi tới quán cà phê chứ không phải là tới bệnh viện thì chắc cô ta sẽ giết mình mất. Lo quá đi. Mong là bây giờ Sovery không có ở đây, chứ nếu không là mình tiêu tụng với cô ấy luôn á. Thần Linh ơi, hôm nay xin người hãy cứu con. Đông đủ hết rồi kìa. Con rể duy nhất của nhà Banusali xin chào tất cả mọi người. Hôm nay con rất vui vì có dịp ghé ngang nhà mình. Kuma đó hả? Thần Krishna Bằng Phước. Qua đây con. Mọi người khỏe không? Mọi người ai cũng khỏe hết. À, ngồi đi con. Dạ, ngồi xuống đi. Ủa, mà Tini, em đi chung với Dượng à? Em đã gặp Dượng ở đâu vậy? Con có biết quán cà phê Hoàng Hôn Không Bát, chỗ trường đua ngựa đó? Dạ biết chứ. Cô ấy hẹn gặp bạn ở đó nên mới tình cờ gặp được Dượng. Dượng đã ngồi uống với cô ấy trong lúc chờ bạn cô ấy tới. Sau đó thì Dượng nghĩ là hay là mình đưa Tony về rồi ghé vào hỏi thăm mọi người luôn một thể. Sự việc là như vậy. Vậy là bây giờ nó đã bắt đầu mon men đi tới mấy quán cà phê rồi. Tony, nhưng lúc nãy cô nói với chúng tôi cô đi thăm người bạn đang nằm bệnh viện mà. Con có đi tới bệnh viện rồi ông. Sau đó thì mới ghé qua quán cà phê. Vì từ bệnh viện qua đó chỉ mất có 2 phút, cho nên con nghĩ sẵn mình đang ra ngoài thì hẹn gặp đứa bạn khác luôn. Tại vì con với nó còn mấy gì còn dang dở chưa làm xong. Đợi một chút đã. Tôi nhớ gần cà phê Hoàng Hôn chỉ có mỗi cái bệnh viện của chúng ta thôi mà Tony. Vậy bạn cô đang ở bệnh viện của chúng tôi hả? Bạn cô tên là gì vậy? Dượng à, bạn của con cũng đã xuất viện rồi, cho nên Dượng không cần hỏi tên đâu Dượng. Sẵn cô nói thì tôi mới nói luôn nha. Thật ra thì bệnh viện của chúng tôi có rất nhiều bác sĩ giỏi, vì vậy thời gian chữa trị thường không tốn quá nhiều thời gian. Bệnh nhân vào chỉ vài ngày là xuất viện thôi. Chị có chuyện muốn nói với em. Đi thôi. Để tôi đi thay đồ trước rồi gặp sau nè. Nha. Cô ra ngoài ăn uống có phải không? Cô uống vitamin chưa? Cô hãy mau nói tôi nghe đi. Khi cô ra ngoài cô đi taxi hay cô đi xe lam vậy hả? Ôi Thần Linh ơi, cô nghe tôi nói đây nè. Tôi không có ăn đồ ăn ở ngoài đường. Tôi uống vitamin cô đưa rồi và tôi cũng đi taxi vì trời quá nóng mệt. Giờ tôi đi được chưa? Anh nói gì đi chứ? Đúng đó, nghe đây. Lần tới cô có ra ngoài thì nhớ kêu tôi. Tini, kêu Sovery cùng đi với cô cho an toàn đó có biết không? Cô đã hiểu chưa? Rồi. Tôi hiểu rồi. Tôi đi á. Anh đang chiều hư cô ấy đó bác. Sao anh không hỏi cô ấy đã đi đâu? Sao lại đi một mình? Sao không để em đi theo? Em à, lúc nãy em kêu anh nói gì đó với cô ấy thì anh cũng đã nói rồi còn gì. Nếu em kêu anh hỏi cô ấy thì lúc nãy anh cũng đã hỏi cô ấy rồi. Nhưng em đâu có kêu anh hỏi. Vậy thì sao anh có thể hỏi được? Em nói đi là lỗi của anh hay là lỗi của em đây chứ? Bác à. Em à.
đẹp quá đi. Mình thấy là hình như mình hợp với màu hồng. Nhìn mình như là bông hồng nở lung linh vào buổi sáng mát lành vậy đó. Điện thoại. Số máy riêng hả? Alo. Chào buổi sáng tình yêu của tôi. Đừng có gọi tôi là tình yêu nữa. Anh mau nói rõ ra đi, anh là ai và anh muốn cái gì ở tôi đây hả? Sao lại gấp gáp như vậy hả tình yêu của tôi? Tôi sẽ sớm nói cho cô biết tôi là ai. Yeah, yeah. Tôi gọi để nói cho cô biết tôi có gửi tặng cô một món quà bất ngờ đó, cô gái xinh đẹp à. Cô hãy đi xem thử xem. Và sau khi xem xong, nhớ nói cho tôi nghe cảm nhận của cô đó. Được không? Anh nói cái gì hả? Hả? Alo? Alo? Bất ngờ sao? Sao nhiều quá vậy? Penny. Penny, sao? Mấy bó hoa này gửi tặng cho cô đó. Của tôi hả? Đúng rồi. Để mẹ coi thử. Ờ, đúng rồi. Tenny, chúc mừng cô nha. Bạn trai mới của cô vừa mới gửi cho cô số hoa này đó. Sướng ghê ta. Cô ấy sướng nhất rồi còn gì nữa. Đúng không? Ai gửi cho tôi được chứ thím? Chắc chắn số hoa này không phải là dành cho tôi đâu. Mấy người này nhầm lẫn gì đó thôi. Chuyện này phải nói là nhầm quá nhầm luôn rồi. Chắc là gửi cho Tenny nào đó. Thật ra thì ở khu này cũng có một cô gái nữa tên là Tenny, và nhà của cô ấy là nhà số 5 á. Nhưng mà tôi thấy hơi lạ đó nha Tenny. Chúng tôi ở khu này đã bao nhiêu năm nay rồi, vậy mà không biết chuyện này, trong khi cô vừa mới tới mà đã biết có một người tên là Tenny rồi. Mà thím Bonnie ơi, thật ra thì tôi gặp cái cô này cũng chỉ mới 2 ngày trước thôi. Thì hôm đó tôi tới cửa hàng gần nhà mình để mua đồ, trong cửa hàng quá trời người luôn. Nhưng mà ông chủ kêu lên Tenny, chỉ có tôi với cô ấy cùng quay lại cho nên là tôi mới biết. Số hoa này chắc là gửi cho cô ấy rồi, và bên phía cửa hàng hoa đã giao nhầm tới đây. Cô ấy cũng sống ở khu này luôn mà, nhưng mà là nhà số 5. Sao? Nghe lạ quá ta. Tôi cũng không biết, ở khu này lại có một Tenny khác. Cô nói vậy làm tôi cũng thấy bất ngờ với tin này luôn đó nha. Trùng hợp ghê ha. Đúng là con của thím Pony mà, cho nên anh ta mới cố tình tò mò giống mẹ anh ta vậy đó. À được rồi, Siot à, tôi thấy anh có một người vợ xinh đẹp như Forum rồi, nên có lẽ từ ngày anh không cần biết tới mấy cô gái khác nữa rồi ha. Forum mà, cô hạnh phúc quá nha, có chồng tốt như vậy còn mong gì hơn nữa. Thôi, được rồi. À đúng rồi, à, chắc là cô ấy đúng đó. Vậy giờ mọi người đừng có lo lắng nữa nha. Thôi được rồi, để tôi đem mấy bó hoa này qua cho cô ấy. À, cô cứ để đó đi. Đưa địa chỉ để họ giao qua là được. Dạ ông ơi. Ông cũng biết giúp đỡ cho người ta là việc nên làm mà ông. Con cũng có việc đi đường này cho nên có thể đem qua luôn. Con tiện đường mà. Anh không cảm thấy là cô ấy rất lạ sao? Sovari à, anh lại thấy là dạo này em suy nghĩ hơi bị nhiều đó. Không sao đâu em à, vẫn ổn mà, thoải mái đi. Ừ,
Lần này thì mình đã giải quyết xong, nhưng mà phải tìm coi thử con khỉ này là ai mới được. Mình biết làm gì với số hoa này bây giờ chứ? Cô không sao chứ cô gái? Cô có bị thương không vậy? Tôi không sao. Cảm ơn nha. Ông à, đây chính là người đã làm trái tim của con tan vỡ. Thì để coi làm sao mẹ bái nữa. Đúng là đồ phiền phức. Thần linh ơi, anh ta có thể đi ra từ tấm hình kia luôn hay sao chứ? Tenny ơi, chết rồi, mày phải làm sao đi? Thực ra chuyện gì đang xảy ra với mày vậy hả Tenny? Hả? Để mình đi kiểm tra coi, coi bây giờ anh ta có ở bên ngoài hay không. Thần linh ơi, người đang làm gì với con vậy? Mà, mày quá. Mày thật đó, bây giờ anh ta không có ở đây. Thần linh ơi, hãy chở che cho con đi người ơi. Hãy giúp con giải quyết anh ta đi chứ. Không có ai. Tốt lắm. Hả? Là ai giết vậy? Ai đã vào đây với dòng chữ anh yêu em trên mấy tấm kiến này vậy? Nhà đây. Hả? Ôi thần linh ơi, chuyện gì đang xảy ra với mình vậy nè? Không lẽ anh ta đã lẻn vào phòng của mình hay sao chứ? Vậy anh ta là con ma hay là cái gì vậy kìa? Anh ta đi ra đi vào rồi biến mất một cách không dấu vết luôn. Thần linh ơi, chuyện gì vậy? Hả? Alo. Cô không thích sự bất ngờ của tôi hay sao?
đây cô gái. Lát nữa tôi sẽ gặp cô ở quán cà phê hoàng hôn yêu dấu của chúng ta. Chuyện gì? Sovery đâu rồi? Cô ấy đang ở dưới nhà đó. Sao? Có chuyện gì hả? Bát ơi, tôi thực sự sợ quá à. Đang có nhiều chuyện lạ lùng xảy ra với tôi đây nè Bát. Anh ta bám theo tôi nhưng ban đầu tôi nghĩ là giỡn thôi, mà giờ là thiệt luôn rồi nè. Anh ta luôn xuất hiện ở trong đầu tôi và trong cả cuộc sống của tôi nữa đó Bát. Anh ta từng bước gây rắc rối cho cuộc sống của tôi. Nè nè, khoan đã Tini. Cô đang nói linh tinh cái gì vậy chứ? Tôi không hiểu, có chuyện gì? Anh có nhớ hôm trước tôi có nói với anh là tôi có lấy đại một tấm hình đưa cho ông coi rồi nói là bạn trai của tôi hay không? Ừ. Và cái gã trong tấm hình đó là có thật và đang tìm tới đây rồi. Là sao chứ? Thôi được rồi, để tôi kể. Cái đây vài ngày tôi đã nhận được mấy tin nhắn này. Chuyện lớn như vậy mà tại sao cô không nói cho tôi biết chứ? Tôi không nghĩ là anh ta lại có thể bước ra khỏi tấm hình đó đâu Pat. Nên tôi chỉ nghĩ là có ai đó trêu chọc tôi mà thôi. Cho tôi coi tấm hình đi. Tôi xé rồi quăng vô sọt rác luôn rồi. Tini, cô thật là... Anh đâu thể trách tôi chuyện này được đâu Pat. Tôi cứ tưởng đưa cho ông coi rồi vậy là xong, cho nên tôi mới quăng nó đi. Tôi đâu ngờ hôm nay người trong tấm hình lại về tìm tôi chứ. Tini, cô không hiểu được vấn đề này nghiêm trọng ra sao à? Tôi hiểu mà Pat. Cho nên là bây giờ tôi mới sợ muốn chết đây nè, và tới đây để nói mọi chuyện với anh. Hả? Cũng may là hôm đó tôi đã gặp Dượng ở quán cà phê nên hắn không có xuất hiện. Hắn như tên khủng bố vậy đó. Nếu hắn mắc cóc rồi đưa tôi đến chỗ nào đó làm mấy chuyện bậy bạ thì tôi biết phải làm sao đây hả? Hoặc là nếu hắn nổi điên lên bắn tôi chết thì càng thê thảm hơn nữa. Tôi sợ mấy cái tên biến thái điên khùng này lắm luôn đó anh à. Anh làm ơn tìm cách gì đó cứu tôi đi. Ôi thần linh ơi. Được rồi, bình tĩnh đi. Chuyện không tới mức nghiêm trọng như cô nói đâu. Cứ bình tĩnh đi. Chúng ta sẽ bắt được hắn ta thôi mà. Hả? Chúng ta sẽ bắt hắn ta để cho hắn ta không có cơ hội chạy thoát được. Đúng rồi đó. Nếu vậy hắn gọi cô tới đâu chứ? Có nè, đây địa chỉ chỗ hẹn nè. Được rồi, nhưng nhớ lần sau cô sẽ không đi một mình. Tôi sẽ đi chung với cô. Hắn có trong đó không? Nhìn kỹ lại đi. Không có. Được rồi, vào đi. Cô cứ ngồi đây, tôi sẽ ngồi đối diện. Để khi hắn xuất hiện và tới gần cô, tôi có thể bắt được hắn. Tôi sẽ tóm gọn hắn. Yên tâm đi. Đừng bỏ tôi mà. Nếu hắn xông tới bắt tôi thì lúc đó tôi phải làm sao đây hả Pat? Cô đang nói gì vậy? Sao mà hắn có thể bắt được cô chứ? Cô không nhìn thấy ở đây có nhiều người sao? Được rồi, cô cứ ngồi xuống đi. Không. Bộ anh không coi phim hả? Ở trong phim mấy người khủng bố như hắn hay tới bắt nữ chính rồi chạy đi liền chỉ trong chớp mắt. Giống phim à? Tini à, đây là đời thực mà. Không sao đâu, cô đừng lo. Cô hiểu không? Ngồi yên ở đó đi. Đã có tôi ở đây với cô rồi mà. Cô đừng lo. Ngồi đi. Tôi sẽ ngồi đối diện. Phải hắn ta không vậy kìa? Mình nhớ là thông thường trong phim bọn chúng cũng hay đội nón đeo kiến để che kín hết mặt mày, rồi sau đó sẽ ập tới bắt nhân vật nữ chính. Mình cảm thấy hắn ta cũng giống như vậy đó.
Thần linh ơi, sao bác lại không nghe thấy tín hiệu của mình vậy? Sao anh ta lại tới đây chứ? Hình như chính là anh ta. Xin chào, tôi tên là Jeanette, còn cô... Không, không phải đâu. Bát, bát. Thì ra anh chính là kẻ đeo bám gây rối đó. Chuyện gì vậy? Sao anh dám bám theo cô gái này hả? Hôm nay tôi sẽ dạy cho anh một bài học, để từ bây giờ anh không còn đi gây rối bất kỳ một cô gái nào khác nữa. Chuyện gì vậy? Quấy rối à? Thần linh ơi, mấy người này đang đánh hội đồng anh ta rồi. Quay rồi. Họ đánh anh ta một cách không cần thiết gì luôn. Nếu mình nói là không phải anh ta thì chắc mọi người sẽ quay quanh đánh mình chứ coi. Bây giờ chuyện này làm sao đây ta? Ngươi suy nghĩ đi, làm gì đó đi, không thì cô sẽ gây ra quả đó. Bát, bát, bát. Bát ơi, nghe tôi nói đây nè, lại đây đi, lại đây, nhanh lên, nhanh, nhanh chứ. Nghe tôi nói đi nè. Sao vậy? Đừng có đánh anh ta nữa mà. Tại sao? Anh ta đâu phải là cái tên quấy rối đâu mà anh đánh anh ta như vậy chứ. Anh đi đâu vậy hả? Thì đi cứu anh ta. Anh bị điên rồi hả Pat? Nếu bây giờ anh qua đó nói không phải là anh ta thì đám người đó sẽ quay sang đánh hai chúng ta một trận như tử nát như tương luôn cho mà coi. Nhưng mà anh ta... Không được, không được. Đi 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 đi, nhanh lên chạy đi. Sao cô không nói tôi biết sớm là không phải tên đó chứ? Nè, anh trách tôi sao được chứ? Đáng lẽ ra trước tiên anh phải hỏi tôi là có phải đây là cái tên quấy rối không, rồi mới nhảy vào đánh anh ta chứ. Anh nhảy vào đánh mà chưa kiểm tra thông tin rồi đổ lỗi cho tôi là sao hả? Tôi thấy có lỗi quá, vì đánh anh ta rất nặng tay. Ừ đúng rồi, tôi cũng cảm thấy có lỗi nữa. Nhưng giờ chúng ta cũng đâu có làm gì được đâu, đúng không? Nhưng điều này có nghĩa là tên đó hôm nay không có tới chỗ hẹn, có đúng không? Hả? Đúng rồi, tôi cũng nghĩ là như vậy đó Pat. Lần cuối tôi gặp hắn là khi hắn tới gần nhà của anh. Bây giờ chỉ có thần linh mới biết là hắn định làm gì tiếp theo mà thôi. Nghĩ tới việc đó tôi đã rùng mình hoảng sợ nữa. Cô không cần phải sợ đâu. Lần trước tại tôi không biết thôi, nhưng lần này có tôi ở bên cô rồi. Cứ chờ xem hắn ta sẽ làm gì. Lúc nãy tôi thấy anh đánh anh ta cũng mạnh tay lắm luôn đó. Tini, ai cũng có lúc phạm lỗi chứ. Cô nói thiệt cho tôi nghe đi. Thật ra thì cô quen với cái tên ở trong tấm hình khi nào vậy chứ? Cô gặp được hắn vào dịp nào? Ý tôi là có thể trước đây cô đánh hắn và giờ hắn quay lại để trả thù. Vì cô đã gây hấn nhiều quá mà, cho nên bây giờ cô không tài nào nhớ được mặt hắn. Tôi cũng biết thật khó khăn khi đòi hỏi cô nhớ ai đó. Nhưng lần này cô hãy ráng mà nhớ lại, xem hắn ta có thể là ai đi nào tên đi. Bát Banu Sali, để tôi nói cho anh biết đây nè. Tôi nhớ dài còn hơn cả con đĩa nữa đó. Tenny không bao giờ quên mặt ai, cho dù người đó là kẻ thù hay là bạn bè. Tôi không có biết hắn ta thiệt mà. Nhưng mà tôi có cảm giác là hắn bám theo tôi chỉ vì tiền, và hắn đang muốn dùng chuyện này để tống tiền tôi mà thôi. Tiền sao? Nhưng cô đâu có tiền. Chỉ có tôi và anh biết là tôi không có tiền thôi. Còn hắn thì không biết điều đó, cho nên là khi hắn thấy tôi ở trong nhà Banu Sali thì cũng nghĩ rằng tôi giàu có. Cộng thêm gương mặt của tôi thì nhìn vào ai cũng tưởng là nhân sang trọng, có tiền giàu sang hết, nên hắn mới nghĩ là có thể kiếm chác được chút. Ừ, cũng có thể. Có thể lắm chứ. Mẹ sẽ là chúng ta đó. Chuẩn bị tinh thần đi. Ai trong hai người nói gì đi chứ?
Anh vậy thì anh ấy sẽ nói. Bác ơi, anh nói đi. Anh à, ừ, được rồi, anh sẽ nói. Để anh kể cho em nghe nha. Thật ra chuyện cũng không có gì. Tên đi muốn ăn xoài ngâm chua nên anh đã dắt cô ấy đi ra ngoài để ăn thôi. Thật ra anh cũng tính dắt em đi theo luôn, nhưng mà anh sợ mọi người sẽ không cho nên anh đã không nói gì với em hết đó. Nhưng mà anh phải hỏi em trước để xem thử ở nhà mình có xoài ngâm chua hay chưa chứ. Bà mới vừa đặt hai thùng xoài lớn để ngâm chua rồi mà. Sao anh không chịu hỏi em rồi mới đi hả? Vậy... Ừ, tôi cũng biết chuyện này. Tôi biết là họ đã mua xoài về nhà ngâm chua rồi. Nhưng cô có biết là tôi đã gặp phải chuyện gì nên cuối cùng tôi mới quyết định là đi ra ngoài ăn hay không chứ? Lúc xuống nhà tôi thấy thím Bonnie đang đứng ở bên mấy thùng xoài nên tôi mới xin thím ấy 4 trái xoài. Vậy mà thím ấy nói là sẽ không cho tôi một trái nữa chứ ở đó mà 4 trái. Tôi hỏi cô nè, bây giờ tôi thèm ăn quá thì phải làm sao đây hả? Vì vậy tôi mới nhờ Pat dắt tôi ra ngoài để ăn xoài thôi mà Suvari. Nếu có vấn đề gì thì hai người phải hỏi tôi trước chứ. Tôi sẽ nói với thím Bonnie và nhờ thím ấy lấy cho cô ăn. Nhưng đằng này cô lại không hỏi tôi mà lại tự đi. Ờ có, Tony cũng đã nói như vậy. Cô ấy kêu anh nên hỏi em trước, nhưng mà anh đã không làm như vậy. Anh đã nói với cô ấy là anh sợ làm phiền em mấy chuyện nhỏ nhặt không đáng. Đúng vậy, anh ấy kêu tôi đừng hỏi vì sợ làm phiền cô mấy chuyện nhỏ nhặt, cho nên là anh ấy nói tôi không cần phải hỏi cô đâu, để anh ấy dắt tôi ra ngoài ăn còn lẹ hơn nữa. Mình phải làm cho cô ấy bớt giận lại, không thì cô ấy sẽ hỏi tới cùng đó. Savory, cô hỏi tôi giống như là cảnh sát đang tới điều tra tôi vậy đó. Có phải bây giờ cô muốn biết tôi thế nào hay không? Vậy thì để tôi nói cho cô nghe nha. Thật sự bây giờ tôi đang rất là đói bụng. Nếu như tôi không ăn cái gì ngay lập tức thì chắc chắn là tôi sẽ xỉu. Cho nên cô đừng có hỏi không hỏi nữa, không hỏi nữa. Đi rửa tay đi. Rồi xuống bàn ăn tối, tôi sẽ dọn đồ ăn cho cô liền đây. Tôi sẽ không để cho cô đói đâu, yên tâm đi. Mình nghĩ có lẽ anh ấy đã phát điên vì không chịu nổi sự căng thẳng của Sovereign đây mà. Bát ơi, Bát ơi, anh ổn chứ? Không ổn chút nào hết, không hề ổn chút nào hết. Tôi rất điên đây, vì đây chính là lần đầu tiên mà tôi phải nói dối Sovereign đó. Tôi hiểu chứ, ban đầu thì đau lắm nhưng mà sau đó dần dần cũng sẽ quen thôi à bác. Quen cái gì hả? Quen gì? Thì quen nói dối đó. Tôi không muốn như vậy đâu. Bà ơi, đồ ăn dọn xong rồi. Để con ra xem ai nha. Ừ. Chào ngài thanh tra. Chúng tôi muốn gặp ông Banu Sali. Cảnh sát! Dạ ông bà ơi, có cảnh sát tới nhà mình. Kuma. Hả? Xin thần Krishna ban phước. Kuma, sao cảnh sát lại tới đây vậy con? Dạ thưa ba, hôm nay ở quán cà phê gần bệnh viện của con có xảy ra xô xát. Một người đã bị đánh hội đồng và người này cho là Pat đã gây ra chuyện này. Cho nên ngài thanh tra đây mới tới nhà mình để điều tra. Pat, sao lại có chuyện đó đánh vào được chứ? Dạ không đúng đâu ngài thanh tra. Bác không thể nào đánh nhau ngoài đường được. Cô nói mọi chuyện sẽ không sao mà, coi đi. Thật ra chúng tôi có nhân chứng chứng kiến vụ việc. Theo anh ta thì cuộc xô xát xảy ra là do Bác Banu Sali gây ra. Vì vậy tôi cần hỏi anh ấy vài câu hỏi. Anh Bác à, hôm nay anh đã ở đâu trong khoảng thời gian từ 6 giờ tới 7 giờ? Dạ tôi đi chợ thôi sếp.
Đúng rồi, anh ta đã đi với tôi đó ngài Thanh Tra. Anh ấy còn phải khệ nệ tay sách nách mang nữa mà. Vậy thì làm sao có thể ra tay đánh người khác được chứ sếp? Thật là may quá đi, hai đứa đi với nhau, vậy là có Tenny làm nhân chứng rồi. Thấy chưa, tôi nói rồi mà, thằng Pat nhà tôi vô tội mà, không phải nó đâu. Ngài Thanh Tra cho tôi hỏi, còn người bị đánh hiện giờ thế nào rồi? Người đó có sao không hả? Đánh người ta giờ còn tốt bụng hỏi thăm chi nữa. Cậu ta còn ở trong bệnh viện nhưng khỏe rồi. Nhưng người cho tôi thông tin này là người khác chứ không phải là cậu ta. Thật ra tôi thấy người này cũng không đáng tin, vì trông giống như người vô công rỗi nghề. Nhưng vì anh ta cứ nói là anh, thậm chí là anh ta còn miêu tả nhận dạng để chúng tôi phát thảo chân dung, tìm ra hung thủ nữa. Ôi thần linh ơi, người vô công rỗi nghề sao nghe giống gã trong hình quá vậy kìa. Ngài Thanh Tra, ngài có thể cho tôi xem chân dung tội phạm được không? Đây mà là Pat sao Thanh Tra? Pat của chúng tôi đẹp trai, còn gã này xấu quá chừng. Nhìn tên này đâu có giống Pat nhà chúng tôi chút nào đâu sếp. Nhìn đi, có giống thằng Pat không? Mọi người nói đi. Hả? Nói chung cũng khó nói phát quả này là cậu ấy, nhưng mà chúng tôi vẫn phải điều tra. Dạ thưa ngài Thanh Tra, tôi thấy chuyện này cũng đâu có gì khó đâu. Người này làm sao là anh Pat được gì? Mọi người xem đi nè, anh ấy là một người lực lưỡng mạnh khỏe, sáng sủa đẹp trai, còn người trung hình lại là một người ốm như mắm nhách, mặt mày u tối như vậy. Đừng có cho ai coi tấm hình đó nha sếp, không thì người ta sẽ cười các sếp luôn đó. Đúng, cô nói quá đúng luôn đó Tenny à. Vì vậy ngay từ đầu tôi đã nói rồi, chúng tôi là một gia đình danh giá mà ngài Thanh Tra, nên đương nhiên con cháu nhà chúng tôi không thể nào làm ra những chuyện này được, thiệt đó. Tôi nghĩ là người đó đã trình báo thông tin sai rồi. Đúng vậy, chắc chắn là vậy rồi sếp. Tôi thành thật xin lỗi cả nhà, xin lỗi đã làm phiền. Đi thôi. Trong đời ông lần đầu tiên mới thấy cảnh sát tới nhà đó. Nhưng cũng may mắn là họ đã nhầm lẫn, nếu không thì không biết sẽ thế nào. Thôi được rồi, kệ đi ông. Chúng ta đi ăn thôi, đừng nghĩ nữa. Hả, ba rách cư mà, mau vào trong ăn tối đi. Dạ phải, bây giờ con phải ăn để bù lại sự căng thẳng nãy giờ. Hai người giúp tôi chuyện lớn như vậy đó. Bác đại, em không hiểu tại sao anh có thể đi gây chuyện đánh nhau. Nếu lần này cảnh sát tóm được anh thì khi đó em biết phải làm sao đây. Nè, nếu cảnh sát bắt được anh ấy thì họ sẽ phải nhức đầu, chứ không phải là cô đâu Sovery à. Tenny cô. Tại anh biết là dù có kể cho em biết chuyện này thì em cũng sẽ giận anh thôi, cho nên anh đã không nói với em đó. Anh xin lỗi. Cái gì? Đây là chồng em, còn đây là người mang thai hộ, là mẹ của con chúng ta đó bác à. Giờ hôm nay cả hai người đi ra ngoài gây gỗ rồi đánh nhau với người ta, vậy mà hai người muốn em không giận hay sao vậy? Sao? Em nói đúng, anh xin lỗi, rất là xin lỗi. Em nói đúng, anh vô cùng xin lỗi em mà. Đừng giận nữa, anh sẽ nói hết mà em. Em bình tĩnh ngồi xuống đi. Thật ra thì mọi chuyện cô hãy nói đi chứ.
Vậy mà hai người còn giấu tôi hay sao vậy? Giờ tên đó thậm chí đã bước vào phòng của Tony luôn rồi, mà hai người cũng không muốn nói tôi biết nữa hay sao hả? Em biết cũng đâu làm được gì. Chính vì vậy anh mới không nói cho em biết đó Sovari à. Không, nếu em biết thì em sẽ tới trình báo với cảnh sát và nhờ họ giúp đỡ. Bởi vì đây là tên khủng bố nguy hiểm, biết đâu hắn sẽ làm anh bị thương hoặc gây ra chuyện gì không tốt cho tính mạng của Tony thì sao? Sovari à, không ai có thể làm cho tôi bị thương hết, kể cả anh ta hay bất kỳ một người nào trên thế giới này cũng không thể làm tôi bị thương, cô hiểu không? Đây, tôi có bột cay nè, con dao nè, với lại cái đèn chiếu, cái kéo. Tôi đã thủ theo tất cả mọi thứ ở bên người rồi. Còn giờ cô nói cho tôi nghe đi, làm sao mà cô lại có ý tưởng tới trình báo cảnh sát chuyện này vậy hả? Cô nên nhớ là nếu chúng ta tới báo cảnh sát thì chuyện của chúng ta sẽ bị bại lộ, và người bị bắt trước tiên chính là ba chúng ta đó. Ừ, Tini nói đúng đó Sovari, chúng ta không báo cảnh sát được đâu. Giờ chúng ta phải làm sao đi? Giờ chúng ta đang gặp phải vấn đề rất là nghiêm trọng, nó không có đơn giản đâu hai người. Anh sẽ lo được mà. Em à, em hãy tin anh đi. Bác, chuyện này dễ mà, chắc chắn rắc rối sẽ được giải quyết như trước đây mà thôi. Sẽ ổn mà em, hãy tin anh đi có được không ha? Uống sữa đi ông. Ông làm sao vậy? Sao nhìn ông căng thẳng quá vậy hả? Tôi vừa nhận được một tin rất tốt, nhưng nó lại làm cho tôi cảm thấy lo lắng không yên. Nghĩa là bây giờ ông tới tuổi già lẫm cẩm rồi. Sao chuyện vui mà ông lại buồn như vậy? Sao kỳ vậy hả? Thời gian qua chúng ta đã cố gắng rất nhiều để giành được dự án ở Nam Phi, và cuối cùng họ đã đồng ý giao cho chúng ta và muốn thực hiện càng sớm càng tốt. Được vậy thì quá tốt rồi. Vậy tại sao ông lại lo lắng chứ? Tôi lo là lo cho thằng Bát. Trước đây nó bỏ nhiều công sức vào dự án này, nếu giờ giành được dự án thì phải do nó làm rồi. Nhưng mà Sovari đang mang thai, thử hỏi làm sao tôi để nó đi làm xa nhà được chứ. Tôi thấy không ổn chút nào. Ông nói đúng rồi đó. Bây giờ ông định làm sao? Tôi nghĩ mãi mà vẫn chưa ra, nhưng tôi phải đưa ra quyết định trong vài ngày tới vì không thể chần chừ được. Điện thoại. Mình hy vọng lần này không phải là hắn ta. Đừng là hắn ta gọi tới nha. Ôi thần linh ơi, người giúp con có được không vậy? Người có thể cho con nói chuyện với ai cũng được hết, nói chuyện với Chu Rai cũng được nữa, nhưng đừng là cái tên khủng bố đó là được rồi người. Con sẽ bắt máy. Ôi thần linh ơi, hôm nay người đã không quan tâm tới lời cầu nguyện của con rồi. Là tên đó gọi cho con nè. Nếu mình không bắt máy, mình chắc chắn là hắn sẽ gọi cho mình liên tục luôn. Tên này thật là khó chịu. Alo. Nè, tôi hỏi anh lần cuối cùng, thật ra thì anh muốn cái gì ở tôi, anh nói đi. Tại sao anh cứ thích gây rắc rối cho tôi vậy hả? Tại sao vậy? Tôi không hề muốn cái gì hết. Tôi gọi điện là để nói với cô, tôi rất buồn về hành động của cô và hành động của Bad Banusali nữa. Các người đánh người ta tới như vậy hay sao? Đánh hơi bị nặng tay rồi đó. Hả? Vậy là tôi đã đúng khi nghĩ rằng anh chính là người đã gọi cảnh sát tới cái nhà này. Vậy nếu như bây giờ á, anh đã thấy mọi chuyện trở nên quá quắt rồi, thì sao anh không nói là anh cần cái gì luôn đi? Sao anh cứ làm phiền tôi hoài vậy hả? Anh muốn cái gì ở tôi thì anh cứ nói đại ra luôn đi. Cô nghe đây, tôi muốn gặp cô ngay bây giờ. Nhưng mà cô đã không muốn gặp tôi rồi, cho nên tôi đã quyết định là sẽ tới tận nơi để gặp mặt cô. Cô hãy chờ đó. Là sao? Ý tôi muốn nói là tối nay tôi sẽ tới nhà để gặp mặt cô. Tôi sẽ tới gặp cô vào lúc nửa đêm, cho nên hãy chờ tôi đó. Tạm biệt. Ôi thần linh ơi, mình nghĩ rằng hắn ta không có nói chơi với mình đâu. Lỡ như hắn ta tới đây thật thì mình phải làm sao đây?
Làm sao hắn vào đây được? Đây đâu phải là quán cà phê. Đây là nhà của chúng ta, không ai được phép vào khi chưa xin phép. Bác à, còn thời gian để báo cảnh sát và nhờ họ giúp đỡ cho cả hai chúng ta mà anh. Bao nhiêu năm ở đời tôi chưa từng khiếp sợ ai hết đó. Nhưng mà đối với cái tên này thì tôi sợ thiệt rồi. Tôi sợ hắn vì tôi cảm giác hắn cứ như hùng ma vậy. Tự nhiên khi không, hắn có thể bước ra từ tấm hình đó và rồi cứ thoát ẩn thoát hiện đi theo quấy rối tôi mọi lúc mọi nơi. Thôi được rồi mà, sao chúng ta phải sợ hắn chứ? Bây giờ đã có tôi ở đây rồi. Đây là nhà của chúng ta, sẽ không ai có quyền vào trong nhà này để đe dọa chúng ta đâu. Nếu hắn tới thì chúng ta phải làm gì đây hả bác? Nói đi. Đừng lo mà Sovery. Vậy thì Tenny, tối nay cô sẽ ở phòng của chúng tôi. Tôi sẽ để mắt tới hắn ta cho cô. Nếu như hắn dám tới và phá cửa vào đây thì tôi sẽ không tha cho hắn ta. Và chắc chắn tôi sẽ tóm gọn hắn ta luôn cho cô coi. Cảm ơn anh nha. Thôi tôi đi ngủ đây, tôi buồn ngủ quá rồi. Thật sự tôi không muốn suy nghĩ cái gì nữa đâu. Hai người cũng nghỉ ngơi đi nha. Được rồi, cô ngủ đi.